Cư dân mạng đang xôn xao trước hành vi của một thanh niên điều khiển máy xúc đập phá liên tiếp hai chiếc xe ô tô tại một công trường, bất chấp có người đang ngồi trong xe ô tô, xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 3. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực lán trại công nhân thi công cao tốc thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trong clip, một thanh niên điều khiển chiếc xe máy xúc màu xanh tiến tới bên cạnh một chiếc xe tải đang đậu trước cửa khu nhà ở công nhân. Người này đã điều khiển gào của máy xúc đập liên tiếp xuống chiếc xe tải nhỏ. Có một người ngồi cùng trên xe cabin đã hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống khỏi xe máy xúc, còn thanh niên vẫn tiếp tục đập phá khiến chiếc xe tải biến dạng. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên tiếp tục điều khiển máy xúc tiến về phía có chiếc xe ô tô bán tải. Thời điểm này, tài xế xe bán tải điều khiển xe ô tô định bỏ chạy nhưng không thành. Tài xế điều khiển máy xúc quay gào múc của xe xúc và gõ xuống chiếc xe bán tải đang chạy trốn, bất chấp sự la hét hoảng sợ của những người chứng kiến. Rất may, tài xế xe bán tải vẫn thoát nạn, mở cửa chạy ra ngoài. Vào cuộc điều tra, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ Đinh Văn Hoàng để làm rõ. Bước đầu, Hoàng khai do thủ kho chửi bới nên anh ta dùng xe máy múc đập phá để trả thù và chấp nhận đền bù tài sản. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.